Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ sáu ngày 21 tháng 5 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mời các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, sau khi tăng trở lại ngưỡng 1850 đô la Mỹ một ounce, giá vàng ngày càng khởi sắc và được dự đoán có thể sẽ chạm ngưỡng 2.000 đô la Mỹ, trong khi giá đồng tiền điện tử Bitcoin cắm đầu lao dốc. Giá vàng biến động mạnh dữ dội trong bối cảnh giới đầu tư tiếp tục bán tháo tiền ảo Bitcoin. Theo đó, giá trị đồng tiền này đã giảm mạnh gần 14.000 đô la từ mức 43.500 đô la Mỹ xuống còn 30.000 đô la vào tối ngày thứ tư ngày 19 tháng 5. Một số nhà phân tích cho hay sự biến động mới của đồng Bitcoin đang khiến một số nhà đầu tư chùn bước và vàng một lần nữa trở thành tài sản trú ẩn an toàn, hấp dẫn và ổn định. Từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư trên khắp thế giới không ngừng tìm đến tài sản an toàn để phòng ngừa rủi ro lạm phát leo thang. Điều này đã giúp cho giá Bitcoin tăng phi mã. Song, giới phân tích cho rằng sự đi lên của đồng tiền ảo này chính là yếu tố cản trở vàng tỏa sáng. Tuy nhiên, xu hướng trên dường như đã đảo ngược khi giá Bitcoin cắm đầu giảm trong khi giá vàng chậm chậm tăng lên. So với mức đỉnh của mọi thời đại là 64.900 đô la Mỹ một đồng ghi nhận vào giữa tháng 4 năm nay, giá Bitcoin đã giảm khoảng 39%. Vàng là tài sản duy nhất không bị ảnh hưởng nặng nề trong ngày hôm thứ Tư khi chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử lao dốc. Xu hướng chung của vàng đã chuyển sang tăng sau khi kim loại quý này đã chạm đáy ở mức 1.680 đô la Mỹ vào cuối tháng 3 và bắt đầu tiếp cận mức 1.900 đô la Mỹ một ounce. Chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại Bloomberg nói rằng kim loại quý đang lấy lại quỹ đạo đi lên khi đồng tiền điện tử Bitcoin lao dốc không phanh. Ngoài ra, lo ngại lạm phát tăng cao tại một số quốc gia có nền kinh tế lớn tiếp tục đè nặng tâm lý đến các nhà đầu tư chứng khoán. Các nhà đầu tư đã liên tục bán tháo khiến cho thị trường chìm trong sắc đỏ. Đây cũng là yếu tố chính đẩy giá vàng bật tăng mạnh trong những phiên gần đây. Ở tại thị trường trong nước, giá vàng bất ngờ quay đầu tăng sau khi đã giảm phiên liền trước đó theo sự biến động của giá vàng thế giới. Song song đó, một số nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ còn tăng vì đồng bạc xanh vẫn còn đang trên đà suy giảm. Cụ thể, vào rạng sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở chiều mua và chiều bán ở mức 55.980.000 đồng lượng và 56.330.000 đồng lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 56.000.000 đồng một lượng ở chiều mua và 56.350.000 đồng lượng ở chiều bán. Còn tại Phú Quý SJC cũng niêm yết giá vàng SJC ở mức 56.000.000 đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán 56.350.000 đồng một lượng. Hiện tại, giá trần giữa chiều mua và chiều bán của vàng miếng SJC ở mức 55.980.000 đồng một lượng và 56.350.000 đồng một lượng. Sau đây là bảng niêm yết giá vàng trong nước, mời các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, giá vàng thế giới vào rạng sáng nay, ngày 21 tháng 5 đang ở quanh mức 1.878 đô la Mỹ. Chỉ số đô la Mỹ. Giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.980.000 đồng lượng, bán ra 56.330.000 đồng lượng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 55.980.000 đồng lượng, bán ra 56.350.000 đồng lượng. Biên độ giao dịch chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 350.000 đồng lượng. Vàng Doji tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56.300.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56.350.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 300 cho đến 350.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56.300.000 đồng một lượng.
Vàng Pinji tại Hà Nội mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 300 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Mi Hồng SJC mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56 triệu 330 nghìn đồng một lượng. Vàng Phú Quý SJC mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Vàng Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 55 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Vàng PG SJC mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Vàng PG một lượng mua vào 52 triệu 550 nghìn đồng một lượng, bán ra 53 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 56 triệu 050 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 56 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng TB Bank Gold mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold mua vào 55 triệu 980 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 56 triệu 050 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng mua vào 55 triệu 980 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Tại Nha Trang mua vào 55 triệu 980 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Tại Cà Mau mua vào 55 triệu 980 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Tại Bình Phước mua vào 55 triệu 960 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Tại Huế mua vào 55 triệu 950 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 360 nghìn đồng một lượng. Tại Biên Hòa mua vào 55 triệu 980 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 330 nghìn đồng một lượng. Tại Miền Tây mua vào 55 triệu 980 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 330 nghìn đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 55 triệu 980 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 330 nghìn đồng một lượng. Tại Quy Nhơn mua vào 55 triệu 960 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Tại Long Xuyên mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56 triệu 380 nghìn đồng một lượng. Giá vàng mua số 9, vàng nữ trang SJC. Nhận mua số 9 ở tuần 1 đến 5 chỉ, mua vào 52 triệu 430 nghìn đồng một lượng, bán ra 53 triệu 030 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang mua số 9 mua vào 52 triệu 030 nghìn đồng một lượng, bán ra 52 triệu 730 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 51 triệu 208 nghìn đồng một lượng, bán ra 52 triệu 208 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 37 triệu 701 nghìn đồng một lượng, bán ra 39 triệu 701 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 28 triệu 895 nghìn đồng một lượng, bán ra 30 triệu 895 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 20 triệu 141 nghìn đồng một lượng, bán ra 22 triệu 141 nghìn đồng một lượng. Phần cuối bản tin, mời các bạn đến cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ mua vào 22.920 đồng, bán ra 23.150 đồng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Riêng tại thị trường tự do,
Đồng đô la Mỹ mua vào 23.200 đồng, bán ra 23.240 đồng. Đồng đô la Úc mua vào 17.437 đồng, giảm 2 đồng, bán ra 18.165 đồng, giảm 2 đồng. Đồng đô la Canada mua vào 18.572 đồng, giảm 38 đồng, bán ra 19.348 đồng, giảm 40 đồng. Đồng yên Nhật mua vào 205 đồng, bán ra 216 đồng, giá cũng không thay đổi so với phiên ở trước đó. Đồng euro mua vào 27.280 đồng, giảm 42 đồng, bán ra 28.705 đồng, giảm 45 đồng. Đồng franc Thụy Sĩ mua vào 24.981 đồng, tăng 11 đồng, bán ra 26.024 đồng, tăng 12 đồng. Đồng bảng Anh mua vào 31.762 đồng, giảm 103 đồng, bán ra 33.089 đồng, giảm 108 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.510 đồng, giảm 1 đồng, bán ra 3.657 đồng, giảm 1 đồng. Đồng đô la Singapore mua vào 16.873 đồng, giảm 23 đồng, bán ra 17.577 đồng, giảm 24 đồng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ 6 ngày 21 tháng 5 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn ngày mới có thật nhiều niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.